những giọng ca mượt mà, sâu lắng. Chiều xưa em qua đây, dù hồn nắng ngủ say, lời yêu. Anh rất thích phần này. Bạn hát bài nào anh hát theo bài đấy luôn. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trước. Bài hát chân tình và em hát rất là chân thật luôn. Vui nhộn và bất ngờ. 16:30, 16:30 lần 1, 16:30 lần 2, 17 rồi, 17:30, 17 rồi, 18 triệu, 18 rồi, 18 rồi, 19 triệu. Chốt, chúc mừng anh Kim Tử Long. Ủa? Chú bảo chú nhường con à, chú ơi. Hoa xưa vẫn ngọt ngào, đầu phố đêm đêm. Phần trình diễn vừa rồi rất là tuyệt vời ạ. Không bao giờ anh sẽ quên em. Đó là câu trả lời của anh. Đón xem Sàn Chiến Giọng Hát phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 28 tháng 10 trên VTV3. Cuộc hội ngộ của các nữ nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Của nữ, có lẽ là mình không nên nói về tuổi. Thanh xuân của tất cả mọi người được vẽ nên rất là nhiều màu sắc với nhiều trạng thái khác nhau. Vẻ đẹp của người phụ nữ trên 30 đó là một vẻ đẹp chín mùi. Nó được chiên thơm phức, sáng tạo và cống hiến, cùng sống lại với những ước mơ thanh xuân một thời. Chúng tôi có những thanh xuân thật khác. Đừng bỏ lỡ Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, số đầu tiên phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy ngày 28 tháng 10. Một game show nổi tiếng rất ăn khách đến từ Hàn Quốc. Cùng gặp gỡ và thư giãn với các nghệ sĩ vui tính. Cuối tuần tuyệt vời, 20 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 10 trên VTV3.